Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 7, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ tử nạn khi đang trên đường đi kiểm tra tình hình sạt lở trong cơn bão số 2 vừa qua. Hình ảnh trong video này là hiện trường vụ hai cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An tử nạn trên đường đi làm nhiệm vụ vào ngày 17 tháng 7. Hai cán bộ gồm ông Phạm Văn Trung, 42 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Tín, đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên, và ông Thái Huy Hào, 30 tuổi, Phó Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Ban Quản lý Dự án Vốn Sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, ngày 17 tháng 7, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ, Cục Quản lý Đường bộ 2 và Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, trong đó có ông Hào và ông Trung, đã đi kiểm tra thực tế tại địa bàn khi bão số 2 đổ bộ. Khi đang trên đường trở về đến địa phận xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, ô tô bán tải do ông Trung điều khiển gặp khúc cua. Trời mưa kèm theo đường trơn khiến tài xế mất lái, xe lao xuống vực sâu làm ông Trung và ông Hào tử vong. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.